Hi Helen, xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh Helen Full Garden. Thì mùa hè đã đến rồi, thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị trong vườn của mình chiết những cái cây ăn trái rồi những cái cây rau quả nha. Thì hôm nay nông dân đã bắt tay vào việc, thì chia sẻ cho tất cả mọi người cái cách chiết những cái cây ăn trái trong vườn của mình mà trồng trong chậu nha cô chú anh chị. Đây là cây lá cách. Đó, hay là nè, có những cái cây lá cách nè. Những cái cây lá cách này là ăn bánh xèo nha. Đó, thì có nhiều cô chú anh chị hỏi cái tháng nào là mình chiết cây được. Thì hôm nay là sắp sửa chính thức vô mùa hè rồi. Thì trời nắng nhiệt độ cao, thì bằng ngày 80, 80 mấy, bằng đêm thì trên 50. Thì cô chú anh chị có thể là chiết cành cây ăn trái, bất cứ cây gì trồng trong vườn của mình thì có thể chiết rồi. Nếu mình chiết càng sớm á, thì cây của mình ra rễ để mình kịp cho cái mùa xuân nha. Cái cây ngay bây giờ thì cây gì mình cần chiết trong vườn của mình thì chiết sớm sớm để cho nó ra rễ sớm, đặng mình đặt xuống cho nó mau phát triển nha cô chú anh chị. Rồi đây nè, thì anh nông dân sẽ chia sẻ cái cách mà để chiết cái cây lá cách. Đây hình quay cây lá cách nè, rất là đẹp luôn nha, tàn sum xê. Đây rất là nhiều lá luôn. Chào cô chú anh chị. Hôm nay vô mùa hè cô chú ơi, giờ mình chiết cây được rồi. Thì chiết cây cách thì cũng như mọi năm như chiết dễ cô chú. Thì cái cây gì mình thích ở trong vườn đó, mình chiết gầy giống ra nó nhiều. Thí dụ cách có cây mình ăn không không đủ đó, mình chiết ra 2-3 cây. Mà lá cách thì nó lẹ nhất, chỉ có hai tuần lễ hoặc khi 3 tuần lễ là mình cắt được rồi, ra dễ mình cắt được rồi. Nó lẹ lắm, nó cách lẹ lắm, nó cách này ăn bánh xèo rất là ngon. Bây giờ mình coi cái nhánh nào chiết ngang đây, thí dụ như cái cây này gì, cái nhánh này mình để nè, ăn cho cái cây nó cái tàn nó gom lại, thì cái mình chiết này cho gọn lại, mình chiết ở đây đừng sợ, chiết ở đây thì tự in cái đọt non nó đâm ra, nó mình khắc. Mình khắc ở đây cái mình lột da nó. Trong các cây chỉ có lá cách là lẹ nhất, lẹ ra dễ nhất. Mà lá cách này cô chú cắt bỏ vô dăm cũng được đó, điều dăm này hơi lâu hơn 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 chiếc mình lọc vỏ nó ra, cắt cạy vỏ nó ra. Mình chiết cây mình gồm có cô chú ở đây nè, đây là sơ dừa nha, sơ dừa ở đời trên mạng đó cô chú, hoặc khi hôm này vô sông tham với lô đồ sông tham thỉnh thoảng, còn trên mạng thì có bán lúc nào cũng có, với chai thuốc kích dễ nè cô chú, Rootin Powder nha cô chú anh chị. Rootin Powder vô trong hôm này bô hoặc khi qua mạc cũng có bán rồi lô. Đây thì anh nông dân đã cắt cái da của cây lá cách rồi. Thì từ trên xuống dưới khoảng là 2 cm nha cô chú anh chị. Đó rồi mình cạo cho sạch cái da ở bên trong của cái thân cây á. Nhớ là cạo cho sạch nha, là cạo cho sạch cái này luôn. Nó mình chiết gom gọn lại, đừng sợ gì hết á, mình hỏi cái cây bay lớn, cái gốc bay lớn thì nó da tàn ở trên bay lớn à, mình cắt ở đây thì nó tự lên nó đâm đọt non nó ra. Mà lá cách đặc biệt là đừng hái lá, mình muốn ăn trên đọt đó mình ngắt bẻ cành ngang, bẻ ngang cái đọt đó, nó búng đọt non ra, còn mình ngắt mình sợ nó, mình hái lá không nó đứng chỗ nó lột vậy nè. Nó cây này chiết 2 nhánh này là nó gom rồi đó, đây nó đó, còn mai mốt nó mọc cái một cái tàn nó gom lại, cây rất là đẹp, mình vừa vừa chiết mà vừa làm cho cái cây đẹp luôn. 2 tuần lễ thường thường mấy năm trước cái 2 tuần lễ, nếu mà ấy thì nếu mà cho ra dễ nhiều nữa thì 3 tuần.
Đây là những cây lá cách. Thì hiện giờ Helen có cây lá cách rất là đẹp luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cái lá cách ăn bánh xèo, ăn rau sống, nấu curry thì nhớ nhắn cho Helen nha. Đây nè, đẹp dữ lắm luôn. Thì cô chú anh chị ơi, nhớ là cái mùa hè này, đầu cái mùa hè, cô chú anh chị muốn chiết bất cứ cây gì trong vườn của mình thì thời tiết đẹp thì cứ việc chiết đi. Mình tha thuốc xong á cô chú, cái mình lấy ba cái sơ dừa này mình bỏ vô bọc á, mình chùm nó lại. Cô chú anh chị ơi, cái này là sơ dừa nha, Helen order trên Amazon mà mua cái loại nhuyễn nha. Đây nè, cái loại là cố cầu côi. Thì mình bấm lên á, trên Amazon mình sẽ vô cái trang là mình bấm là cố cầu côi là nó sẽ ra cái sơ dừa. Một dĩ của nó có nhiều miếng. Rồi trước khi cô chú anh chị muốn chiết cành cây hay gì đó thì mình bỏ vô trong cái xô, mình ngâm nước cho nó nở ra rồi hả mình hãy chiết cây cành nha. Cái lá cách này thơm thiệt chứ, quá thơm luôn, non nè, thơm cái mùi lá cách gì đâu. Cái lá cách này dễ ăn lắm, mình ăn bánh xèo, mình cuốn thịt bò nướng cũng được, hay mình xào lăn. Xào lăn mình sắc nhuyễn nhuyễn bỏ lên, gà xào lăn. Đây, đã sắp xong cái bầu rồi, cho cô đó, đơn giản vậy thôi. Xem. Thì những năm rồi Helen có chia sẻ là bầu nhánh, chiết nhánh là Helen dùng cái Fortin Mist phải không anh? Cái loại kia phải không? Loại ương. Helen dùng cái Fortin Mist, cái loại ương cây mầm nha. Năm nay thì Helen sẽ chiết bằng cái sơ dừa nha cô chú anh chị. Sơ dừa thì tốt hơn, nó xốp hơn. Mỗi năm thì Helen sẽ chia sẻ cái cách của mình khác nhau hết. Hồi xưa ông bà xưa ở bên Việt Nam thì đâu có mấy cái này. Thì lấy dễ lục bình đó cô chú, ở Việt Nam nó lấy hồi xưa nha, bây giờ bển mình không biết, mình đi qua đây lâu quá mình không biết, lấy dễ lục bình nhồi dưới đất sình á, rồi cũng làm gì nè, nhồi đất sình này chứ. Ở đây tôi cũng có dễ lục bình ở dưới á, cũng có đất sình mà không có làm, mình làm này cho nó lẹ. Cách chắc là lẽ 2 tuần, 3 năm, mấy năm trước 2 tuần à, nếu mình gấp, còn không đừng gấp cho nó ra dễ già chứ, 3 tuần, còn 4 tuần thì để dễ nó già luôn. Đó, vậy là xong 2 bầu đó, một cây thành ra là 2 bầu đó là thành 3 cây rồi đó. Nó lẹ lắm, cắt cái trời mát á, cắt cái trời mát á, mình trồng nó vô ra đem để cho mát. Tuy nhiên cô chú anh chị, mình có những cái cây lá cách rất là đẹp. Đây, trong cái chậu nè, gốc rất là to luôn, tàn xum xê. Lá cách này là lá cách của Việt Nam nha, lá cách láng nha cô chú anh chị, rất là thơm luôn. Ăn bánh xèo là thôi hết sảy luôn. Helen có 2 loại, lá cách khía với lại cái lá cách láng, có cây bự cây nhỏ nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cây lá cách mùa hè thì nhớ alo cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Đây, bây giờ Helen sẽ chiết cái cây thứ hai cho cô chú anh chị xem một lần nữa. Cắt là khoảng 2 cm. Nó nhớ là cạo da cho sạch nha. Nó mới mình tha thuốc vô nó mới kích thích cái rễ, nó sẽ mọc ra nhanh. Còn mình để cái da của nó còn bợn bợn á, sát cái nhánh á thì nó lâu ra rễ lắm nha cô chú anh chị. Đây, nhớ là
rooting powder. Đó, tha vô cái nhánh xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ ốp sơ dừa vô bột mũ. Thì cái bột mũ này nè là cái bột mũ ráp đồ ăn. Thì mình sẽ đem ra để mình có thể là bỏ sơ dừa vô. Đây, cái sơ dừa nè. Rồi. Thì nếu mà cái nhánh to thì cô chú anh chị sẽ làm cái bầu to. Còn cái nhánh nhỏ thì mình sẽ làm cái bầu nhỏ nha. Cái mùa hè mà nhiệt độ nóng nha. Cái tốt nhất là đầu mùa xuân nè cô chú. Đầu mùa xuân cái thời tiết nó đẹp lắm. Mà khi mình chiết cái mùa hè để trong đó rồi qua cái mùa xuân nó ra dễ rồi mình cắt. Cái bạc mình chùm lại như nè. Rồi hai tuần khoảng 15-20 ngày đó mình gỡ ra là mình thăm nó. Đó, để cho tối vậy nên nó mau ra. Đi cô chú anh chị xong rồi đó. Đây, cây này thì nông dân đã chiết được hai nhánh. Sau khi bầu xong rồi là mình lấy giấy bạc mình bọc lại nha cho nó tối. Để trong khoảng 2 tuần 20 ngày thì cô chú anh chị dỡ ra thăm. Nếu mà cái rễ nó ra vàng á, thì nó là già nha. Còn màu trắng là nó non nha cô chú anh chị, mình chưa cắt được đó. Thì hôm nay Helen sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người để biết cái cách chiết cây. Thì chiết tất cả các loại cây trong vườn của mình vào mùa hè nha cô chú anh chị. Bắt đầu mùa hè là mình chiết được rồi. Đó là cách nè, ngon ghê luôn. Đây nha, nếu mà cô chú anh chị nào mê trồng tắc thì ghé vườn của Helen để tham quan nha. Đây là những cây tắc mà anh nông dân đã thay chậu này được một tháng rồi. Những cái chậu tắc này nay nó xanh luôn. Mà Helen quay bữa hổm một tháng á, là những cái trái tắc này nó còn nhỏ nha. Rồi bữa nay á là nó đang ra bông nhiều dữ lắm luôn nè. Anh nông dân trồng tắc rất là hay, bởi Helen chia sẻ cho cô chú anh chị là mình trồng tắc theo cái cách của ông xã Helen đi, đừng có để quá chất nhiều, nó sẽ không có chịu nha. Coi nè, tắc nó ra bông ở trên ngọn nhiều dữ lắm luôn. Cây nào cây nấy Helen nhìn đó, Helen còn mê luôn á cô chú anh chị ơi. Đây nè, quá chừng luôn. Coi trái nè, thấy ham dữ lắm luôn. Đây, những cái trái bữa nay nó bự nè nha, nó dính chùm chùm luôn á. Đó, coi nè, lên tới ngọn mà nó cũng còn ra bông nữa. Nói chung là những cái chậu tắc này nè, là mê dữ lắm luôn. Đây, cây nào cây nấy đẹp lắm nha. Helen quay cho tất cả cô chú anh chị xem. Đây, mặt trời mới vừa mọc nè. Đẹp lắm luôn. Ồ, cây trái nè, thấy thương dữ lắm luôn nha. Helen đi một vòng cho cô chú anh chị xem là những cái chậu tắc này là khỏi chê luôn á. Đó, mê dữ lắm luôn. Thì có nhiều cô chú anh chị ở Cali cứ nghĩ là ở bên Cali là tất cả nhà vườn ở những cái tiểu bang khác gửi tắc qua Cali được. Nhưng mà cô chú anh chị ơi, tắc gửi qua Cali không được. Rất tiếc là ở bên đó đó, Cali không có cho tắc vô nha. Quá chừng trái luôn. Cô chú anh chị ơi, bữa nay nó bự lên, nó quằn cái nhánh luôn. Tắc này tắc chua 100% nha. Đây nè, cái trái nó còn xanh lè mà nó rất là bự luôn. Nếu mà nó chín nữa là nó bự dữ lắm luôn á. Tắc dễ xài lắm cô chú anh chị. Trồng á, mình để dành mình làm lẩu nè, làm tắc muối nè, rồi uống tắc tươi nè, ngon dữ lắm luôn á. Đây, coi nè, trái nè. Hiện bây giờ Helen thấy cây nào cũng đẹp hết á, đẹp dữ lắm luôn á. Helen mỗi ngày phải chạy ra đây rình dòm hoài à, chịu không nổi. Mê á. Nói chung là cây tắc trồng rất là đơn giản nha cô chú anh chị. Đây là 7 ga lông nè. Là cái cây này là dừa nè, nó khoảng 3 feet. Thì có cô chú anh chị hỏi Helen cây tắc dài, cây tắc cao bao nhiêu. Thì nó là khoảng 3 feet trở lại thôi nha. Đó. Mà bữa nay nó lớn dữ lắm luôn. Đây nè, ui, nhìn trái nè. Mê hết hồn luôn. Coi trái nè, ôi ôi,
thấy mà ham luôn á. À, Helen cũng chia sẻ nha, Helen có những cái cây trà, trà của Việt Nam mình để hái lá uống nè. Cây này Helen nuôi mấy năm rồi, rất là bự luôn, hái lá uống dư sức luôn nha cô chú anh chị. Nhìn trái nè, thấy ham chưa, rồi bông nó đen ra nữa nè. Ông xã Helen mới thai có một tháng thôi là cô chú anh chị nhìn cây tắc hết hồn luôn á. Bây giờ cây tắc không có còn chỗ nào mà nó không có đâm bông ra nữa hết á, vừa trái vừa bông nữa, nhìn nó giống như là cái mâm xôi vậy đó. Ây trời ơi cái nè, thấy ham chưa, lên tới ngọn luôn. Một tháng thôi mà cây tắc nó mau lớn đây. Cái cây này nè cô chú anh chị ơi, nó đang ra bông quá trời luôn, nó ra bông từ ở dưới gốc, để Helen quay kỹ nha. Đây, xuống tới cái gốc mà nó cũng có ra bông nữa. Đây, đó, thân cái chỗ nào nó cũng ra bông hết á, nhìn mà mê lắm. Nhưng mà bông tắc nó rất là thơm nha, cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu luôn. Sáng ra giường mà mình nghe cái mùi tắc á là mình mê luôn á. Hồi ôi coi nè, đơm bông lên tới ngọn luôn, quá chừng bông luôn nè. Helen quay cận cảnh nha, cho cô chú anh chị nào mà mê tắc á thì nhớ gọi Helen nha. Đó, cái này á là chỉ đem về là mình thưởng thức thôi, chứ không cần phải bỏ phân bỏ cái gì nữa hết, tại Helen đã take care hết rồi. Nó đang xì bông, để Helen đi một vòng nha. Những cây tắc của Helen là bữa nay khỏi chê luôn, không cần mà phải chờ đợi gì nữa hết á. Bây giờ chỉ trong cái trái tắc nó lớn này, nó chín để mình thưởng thức thôi. Đây nè, tắc chua đó, mê dữ lắm luôn. Chậu nào chậu nấy nó cũng cao lắm nha, có chậu rất là cao. À, coi nè cô chú anh chị coi nè, nó thùm lum luôn á, không có chậu nào mà nó không có nhiều hết á, quá chừng luôn. Cô Helen nè, cô chú anh chị ơi, thấy mê chưa, coi nè đó, nhìn tắt là khỏi phải bàn luôn, chậu nào chậu nấy là mê dữ lắm luôn á, quá trời đẹp luôn. Đây, năm nay Helen sẽ quay cái cây sherry này cho cô chú anh chị xem, là tàn xum xê luôn. Hẳm nó ra bông một đợt rồi, nhưng mà bây giờ nó rụng rồi, tại hẳm có mấy ngày lạnh lại á, nó không có chịu cho nên nó rụng bông hết rồi. Đây là vàng kiển của anh nông dân, đem ra được vài tuần rồi. Đây nha cô chú anh chị. Helen quay cái cây này là cây sung của Việt Nam, anh nông dân chiết nhánh nha. Nếu mà cô chú anh chị nào thích cái cây sung á, thì Helen có chiết nhánh những cái cây này rất là đẹp luôn. Helen trồng là Helen cũng không có trồng mà để ăn trái, Helen chỉ ăn lá thôi nha cô chú anh chị. Hái đổ bánh xèo hay là ăn rau sống đồ là Helen rất là thích, hoặc cá nướng đồ mình hái cuộn chấm ngon lắm luôn. Đây là những cây sung của Việt Nam, sung 100% của Việt Nam chứ không phải sung của Mỹ nha cô chú anh chị. Đó, cái lá nó nè, nó hay ra trái đợt Tết lắm. Thì trong vườn của Helen rất là nhiều cây, anh nông dân chiết nhiều lắm luôn, chiết chút nhỏ nhỏ đó, rồi dục tùm lum hết. Nhiều khi Helen cũng không có biết là cái cây gì trong vườn của mình đó. Có nhiều cô chú anh chị hỏi Helen, Helen ơi Helen có cái cây đó không, mà nhiều khi Helen cũng không nhớ nữa, phải hỏi cái anh nông dân mới biết được. Đây, Helen có chiết sẵn những cái chậu nguyệt quế nha, mai chiếu thủy rồi hết luôn, tại nhiều lắm trong vườn của Helen mà Helen không có nhớ nha cô chú anh chị. Đây nè, cái này đem về là mình quay nó ra bông luôn á. Thì bữa nay Helen quay rất là rõ cho cô chú anh chị xem những cái cây nhỏ nhỏ trong vườn của Helen mà anh nông dân đã chiết, quỳ quế nè, mai chú thủy nè, dạ lý hương đồ có hết nha. Những cái cây nhỏ 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 dễ thương lắm mà trồng mau lớn dữ lắm luôn. Cái cây này năm rồi anh nông dân chiết có chút xíu mà bữa nay nó bự nè cô chú anh chị thấy không, rất là bự luôn nè, nhiều nhánh dữ lắm luôn đó. Chơi cây là mình phải chơi như vậy nè, nó mới đúng điệu nè. Đó, tàn từ ở dưới gốc lên ngọn nè, chứ không phải một cọng mà đưa lên. Thì có nhiều cô chú anh chị mình mua cây á, mình nhớ thường thường á là cây á mình phải xem cái chậu cây này
Nó phải có tàn, có tược, có nhánh từ ở dưới gốc lên trên tới ngọn. Chứ không phải là mình mua về mà có một cọng này đưa lên, còn chót vót, còn hai bên hông này không có gì hết. Ở bên Helen trồng cây rất là khó, cho nên Helen chăm sóc cây rất là kỹ, mới chia sẻ cho cô chú anh chị thôi. Cây quế nè, anh nông dân đã chiết nè nha cô chú anh chị, mà ra bông rồi nè. Đó, có trái non luôn. Những cái nhánh này đem về là mình đặt xuống là trong vòng 2 tháng là ôi khỏi chê luôn. Đó, đây là hoa huyệt quế của hai lần buổi sáng nó nở ra nè, thơm dữ lắm cô chú anh chị ơi. Đây nè, mình hửi cái bông của nó nè. Sáng mà ra giường hửi được cái những cái bông này nè, rất là mê luôn. Coi nè, đẹp lắm luôn á. Đây nè, quá chừng luôn. Thì Helen có chiếc nhánh nha, cô chú anh chị nào cần á thì nói Helen nha. Đó, nguyên cái vàng này nè. Đó, đẹp lắm. Đây nè cô chú anh chị ơi, hôm nay Helen sẽ quay những cái cây nhỏ nhỏ này nè cho cô chú anh chị xem. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cái cây hoa huyệt quế hay là ba mai chiến thủy á, nhỏ nhỏ gì nè, đem về mình chăm sóc rất là ok luôn á, đã lắm đi luôn đi. Cái này ra bông rồi nè, thấy thương lắm. À, những cái cây mà chiếc nhánh này nè, trong vườn của Helen đã có bông sẵn rồi. Helen chiếc ra là cô chú anh chị thấy có bông liền. Đây nó có cái trái nè, trái nó ăn cũng rất là ngọt luôn á. Đây, dạ lý hương rồi. Thì những cái cây nhỏ nhỏ này nè, nay Helen rảnh thì Helen sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Đó, anh nông dân tối ngày tỉ mỉ chiết những cái nhánh này nè. Trời ơi, cái này mà đem về rồi hả, chừng 2-3 tầng thôi nó sum xê hết, mà nó dễ thương lắm nè cô chú anh chị, thấy nó có cành, có hoa, có bông đồ đầy đủ hết. Rồi, cái này là cây cà na nha, cây cà na của Việt Nam mình, mà trái cà na mà để làm mứt chua chua đó. Đó, có nhánh sẵn rồi, cô chú anh chị nào cần thì alo cho Helen nha. Helen có những cái chậu đinh lăng đẹp dữ lắm luôn nè. Đó, cái này thấy thương dữ lắm luôn. Cái này là Helen hái cái lá để ăn bánh xèo nha cô chú anh chị, ăn ghiền luôn á. Người anh con của bác á, trồng cái này nguyên một cái vườn luôn, để mình lấy cái củ mình ngâm rượu nha. Còn bên đây thì Helen thích ăn cái lá nè, trồng lùng lùng vậy là dễ thương rồi. Cô chú anh chị ơi, thấy không, cây kiểng nè, đó chiếc nhánh ra nè, đã có bông nè, thấy thương dữ lắm luôn á. Cái này là huyệt quế. Nếu mà cô chú nào lớn tuổi á, thích chơi những cái cây kiểng này nè thì nhắn cho Helen nha. Đó, bữa nay Helen rảnh Helen quay những cái cây nhỏ nhỏ này cho cô chú anh chị xem. Nhiều khi trong vườn của mình quá nhiều á, mình không có thể quay hết nổi luôn á. Bông giấy nữa. Đây, Helen quay cây mận của Helen cho tất cả cô chú anh chị xem. Nó đang ra bông, thấy rất là ham luôn nè. Quá chừng nhiều bông luôn nha. Từ ở dưới gốc nè, thấy ham chưa, lên tới ngọn luôn nha. Nhánh nào cũng có bông hết luôn. Mình trồng mận á, mình thấy ba mận ra bông quá, rất là mê luôn nha cô chú anh chị. Đây nè, coi nè. Đó, thấy rất là ham luôn, lên tới ngọn luôn nha, chỗ nào cũng có bông hết. Đây, hãy mình cho cô chú anh chị xem là cây mận nó ra bông thấy mà ham luôn á. Cái này đã quá chừng đã luôn, rất là nhiều bông nha. Đây, cây gốc rất là bự. Cô anh chị ơi, Helen có 3 loại mận, mận thái đỏ, mận thái xanh, mận thái trắng. Cây rất là đẹp luôn nha, coi nè. Gốc rất là to luôn. Hiện bây giờ nó đang ra tược non nhiều dữ lắm. Thì cô chú anh chị hỏi Helen, Helen ơi, mận năm nay có bông có trái không? Helen chia sẻ một chút xíu là mận thì chiếc nhánh năm nay về là nó sẽ có bông có trái luôn nha. Tại vì mùa này sắp sửa vô mùa hè thì còn sớm lắm. Thì cô chú anh chị biết thời tiết hõm rày, còn lạnh đi lạnh lại, mới sắp sửa chính thức vô mùa hè thì cây giàu cũng vậy hết á, mình chiếc nhánh là mình phải chờ đợi nha. Thì những cái cây này nè, có cây là có bông rồi, thì Helen mới chia sẻ cho cô chú anh chị đem về mình trồng chừng vài tháng là nó sẽ ra bông. Thì năm nay Helen sẽ đi cái phân bông cho cây mận. Nếu mà cô chú anh chị nào mà trồng mận hồi xưa tới giờ không có thành công thì năm nay Helen sẽ chia sẻ đi cái phân bông cho tất cả mọi người để cái biết cái cách để cho mình có cây mận ra bông nha.
thì Helen sẽ ra video, cô chú anh chị nhớ đón xem cái video của Helen nha. Đây Helen có cây mận nè, gốc rất là to luôn, mận thái xanh nha cô chú anh chị, rồi mận thái đỏ, mận thái trắng. Mận hồng đào Sóc Trăng thì hôm nay Helen có chia sẻ trên cái kênh của mình. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cày thì nhớ alo cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Helen có một số ít thôi, những cái cây này là nuôi này nó cũng ok rồi nè, nó rất là đẹp cái tàn nha. Này là 4 trái vô 1 ký nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Đây Helen có chia sẻ cây mận lý, nếu mà cô chú anh chị nào có muốn cây mận lý thì nhớ alo cho Helen nha, đang có bông nhiều dữ lắm luôn, tàn đẹp xum xê luôn nè, bông từ trên ngọn luôn xuống tới gốc luôn, coi nè, ui thấy thương ghê luôn, nhìn cái bông mận là mình thấy so cute rồi. Đây cây này là nó đậu trái rồi nè, trái bự rồi nè, đây trái dưới gốc nè, cây nào cũng có bông hết nha cô chú anh chị. Nè cốc nè, ra trái xum xê luôn, đẹp dữ lắm luôn nha, nhìn cây cốc à ham lắm, mình ăn không có bao nhiêu nhưng mà rất là ham, nhưng mà Helen cũng thích lắm, ăn đồ chua coi vậy chứ tốt lắm nha cô chú anh chị. Mấy cái này nè, trưa trưa mình buồn buồn mình ra đây mình hái rồi mình chấm muối ớt á, ngon cực kỳ luôn nha. Đó, Helen có rất là nhiều mận cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị muốn mua loại ngang mận ngon thì nó hơi nhiều tiền một chút. Còn mận thường á thì nó rẻ lắm, nó không có nhiều tiền nhưng mà nó không ngon bằng cái mận ngon nha cô chú anh chị. Thì Helen chia sẻ mỗi loại nó đều khác nhau hết. Đó, đi một vòng nha. Đây là mãng cầu do Thái đang ra bông nhiều dữ lắm luôn, xum xê cành lá hết. Đây nè, bông của nó nè, cái này là mãng cầu do Thái nha. Helen có hai loại, mãng cầu na Việt Nam dai, còn mãng cầu do Thái xanh là trái cũng rất là ngon luôn. Đây, vàng mãng cầu bữa nay xanh lè luôn nha, chỉ cần thời tiết đẹp là cây ok hết. Mình đem về là mình có bông rồi có trái năm nay để mình thưởng thức nha, bông nhiều dữ lắm luôn nè, đặc lừ hết trơn luôn. Cô chú anh chị ơi, nếu mà muốn cây nào thích á thì nhớ liên lạc cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Mình có khế chua, khế ngọt, hai loại luôn nha. Cô chú anh chị nào cần khế chua mà ăn rau sống thì nhớ liên lạc cho Helen luôn. Helen có cây đẹp lắm nè, coi nè, tàn xum xê luôn. Nó đang ra bông luôn nè. Đó, nó đang xì bông nè. Đây, bông rất là nhiều luôn nha. Mùa này, Helen nhắc lại, mùa này là mùa sắp sửa cây ra bông. Chứ cô chú anh chị gọi Helen ơi, Helen ơi, cây có trái chưa? Thì thật chất ra có những cái cây năm rồi còn lại thì nó có trái. Còn những cái cây mà chiết nhánh thì bắt đầu mùa hè này nó mới ra bông nha cô chú anh chị. Chứ không phải là mình ở tiểu bang lạnh mà đem cây ra là ra bông liền. Không có đâu, mình phải đợi thời tiết rất là good. Mình mới thấy cái cây nó ra bông. Đây Helen có những cây cây sabuche nè, đó cái nè thương lắm đi nè, bông dữ lắm luôn á, nó đang lú nhiều lắm nha nè, rất là mê luôn đó. Đây là những cái cây này nè, tắc của Helen cũng vậy nữa, có cây thì nó đang ra bông còn có cây thì chưa nha cô chú anh chị. Nhiều khi cái cây á nó chưa có ra bông kịp, nó phải đợi cái thời tiết rứt nó mới ra bông đó. Không thể quên là những cái cây sabuche của Helen nữa nè, coi nè, mới có một tuần 10 ngày Helen quay thôi mà bữa nay Helen quay lại cô chú anh chị thấy mê lắm luôn, đẹp luôn nè, có tàn xum xê từ ở dưới gốc lên ngọn luôn. Cô chú anh chị ơi, nếu muốn sở hữu cây sabuche nhớ liên lạc với Helen nha. Đây là vườn của Helen
tại nơi đây. Nếu mà cô chú anh chị nào có tham quan rồi mới biết cái vườn của Helen rất là đẹp luôn. Có nhiều cô chú anh chị cứ đi xanh quanh, đi vòng hoài, không có chịu ngồi uống nước luôn á, rất là thích luôn. Cái này, là tháng 6, tháng 7, tháng 8 là Helen ăn mệt nghỉ luôn. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi Helen ơi, Helen có xe trái cây không? Thật sự Helen trồng, Helen chỉ để ăn những cái cây nào mà special Helen để lại Helen ăn. Còn những cái cây nào Helen chiết nhánh rồi chia sẻ cho cô chú anh chị thôi, chứ Helen không có bán trái cây nha. Chứ để có nhiều cô chú anh chị cứ nghĩ là Helen xe trái cây, Helen không có bán trái cây đâu nha. Đây, rất là mê. Quay nè, quay sát lại luôn nè, cận cảnh luôn nè. Coi trái của nè, ôi ôi, rất là mê luôn. Đó, cô chú anh chị thấy chưa, đã quá trời luôn. Đây nè, còn những cái nụ này nè, đó là nó sắp sửa ra bông luôn nha. Nó sẽ xì bông nha cô chú anh chị. Hầu như là cây sao chê của Helen năm nay là ra bông với ra trái á. Nụ nhỏ như vậy nữa là nó sẽ ra bông hết luôn á. Hầu như là cây sao chê là ra bông đều hết. Đi một vòng nha. Đây sao chê nè, rất là ham luôn, xanh tươi luôn, đang ra bông miệt mài luôn á. Bông nè, đã chưa. Cây nè, bông chùm luôn. Đây, nói chung là cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ Helen. Cái giống sao chê này ngon dữ lắm, cho Helen chia sẻ. Cô chú anh chị thích dữ lắm luôn á. Có nhiều cô chú anh chị lại đây á, ăn á sao chê á rồi ngồi khen hoài luôn á, đã lắm luôn. Đây Helen có những cái cây nhỏ nhỏ gọn gọn đang có bông luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào á muốn cái cây nhỏ nhỏ mình thét khe từ từ á thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Coi nè, đó bông nè, cái này là tắc nha, rất là nhiều bông luôn. Coi nè, Helen mới vừa cho đất mới vô rồi thét khe lại cây mấy cái cây cũ năm rồi, bây giờ nó đang xì bông dữ lắm luôn nè cô chú anh chị ơi. Coi bông nè, đó quá trời luôn, nhìn hết hồn luôn á. Đây là cây nhãn của Helen nè. Đang ra bông nha cô chú anh chị ơi. Nếu mà cô chú anh chị muốn nhãn á thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Đây thì cái đầu mùa hè thời tiết good là những cây nhãn của Helen nè, nó đang ra bông nhiều dữ lắm luôn. Thì một năm á, thời tiết á, chỉ có mùa hè thôi, thì cô chú anh chị á, biết là cây á, ăn trái á, là chờ cái mùa hè thời tiết đẹp thì nó mới ra bông thôi. Chứ còn mùa lạnh á, là mình giữ á, nguyên một cái mùa lạnh nó rất là lạnh rồi, cho nên cây nó không có thể nào mà có trái á, ở trong greenhouse được. Tùy theo cây thì Helen có chia sẻ là chỉ có cây sao chê của mình á, là nó sẽ ra bông. Nếu mà thời tiết ấm ở trong greenhouse của chú anh chị giữ good thì nó ra bông quanh năm luôn. Còn những cây nhãn này nè là đợi tới cái mùa hè thì nó mới ra bông nha cô chú anh chị. Đó, đi một vòng nha, cây này đẹp dữ lắm luôn. Đây, cây khế của Helen, cây khế huyền thoại mà Helen quay mỗi năm trên 100 trái, năm nào cũng vậy hết. Bây giờ nó ra tuột non, xanh hết trơn. Helen chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị nè, Helen có tắc ngọt nha, đang ra bông ra trái nhiều dữ lắm luôn. Đây, xum xê cành lá hết. Cô chú anh chị ơi, nếu mà cần cây tắc ngọt nha, tắc ngọt trái tròn nha, chứ không phải trái dài nha, trái da tròn rất là ngon. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn tắc ngọt thì nhớ liên lạc cho Helen. Xum mồ của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Đây, trái bự hết rồi, cây đẹp lắm, tàn xum xê luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào cần cây quýt xum mồ thì gọi cho Helen, đẹp lắm. Đây, đang ra bông nè, quá trời nhiều luôn. Cái này thấy ham ghê không? Đó, tắc nè, hồi nãy Helen quay là những cây tắc nhỏ, còn bây giờ cây tắc lớn nè, Helen quay cho cô chú anh chị thêm. Trời ơi, coi nè, trái nè, nó đơm như mâm xôi luôn á.
đẹp dữ lắm luôn. Ồ, quá chân trái luôn nè, ham chưa. Đây là cây bự nha, hồi nãy Helen quay là cây 3 feet, còn cây này là cỡ 5 feet nha cô chú anh chị. Trái á, quá chừng trái luôn á. À, nó có 2-3 đợt lận, cái đợt bự rồi đợt nhỏ nữa. Đây nè, trái tắc này mà mai mốt nó lớn nó chín á là nó bự dữ lắm luôn, tại vì cái thân cây của nó bự á cho nên cái trái nó bự nha cô chú anh chị. Đây nè, thấy ham dữ lắm luôn nè. À, đã quá trời đã luôn. Đây cây tắc cẩm thạch nè, rất là mê luôn. Ôi ôi cô trái nè, quằn quại hết. Bữa nay á nó trái nó bự, từ càng ngày càng bự á, nó sẽ nặng dữ lắm luôn coi nè cô chú anh chị ơi. Ôi ôi coi nè, nó đang ra tuột non nữa, nó sắp sửa ra bông nữa nha. Ôi ôi coi nè, rất là mê luôn. Cái dàn tắc nhỏ của Helen nè, quá trời, quay cho cô chú anh chị à xem. Buổi chiều trời đẹp lắm cho nên Helen quay cái vườn lại cho tất cả mọi người xem. Thì trong lúc Helen chia sẻ chiết cây chiết cành thì cô chú anh chị biết để mùa hè mình chiết, rồi Helen sẵn quay cái vườn của mình luôn đó. Coi nè, xảy qua dàn tắc của Helen nè, đó, mê luôn á, trái muốn gãy cành luôn á, quá chừng luôn. Đây, Helen có những cái cây tắc cẩm thạch nhỏ đang có bông nè, quá chừng bông luôn, đang có trái luôn nha. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cây tắc cẩm thạch nhỏ thì nhớ alo cho Helen. Helen có cây bự rồi cây nhỏ nữa, đang nè, đang đơm trái quá chừng nhiều luôn nha, rất là dễ thương. Nè, thấy mê dữ lắm luôn á. Đây, Helen có chia sẻ cho cô chú anh chị là Helen có 3-4 loại ổi luôn. Ổi ruby ruột đỏ, này là có hạt nha. Cây này năm rồi Helen có quay nè. Đây, cô chú anh chị ơi, cái mùa này nè, đẹp nè. Những cái cây ổi của Helen nè, đang ra bông nhiều dữ lắm luôn. Đây là một nhánh mà 4 cái bông luôn nha. Đó, 4 bông không à. Hầu như là cái nhánh nào á cũng có bông hết á. Cô chú anh chị thấy không, Helen quay nè. Ôi ôi, thấy ham dữ lắm luôn á. Nè, đây, nhánh nào cũng có bông hết luôn á. Ôi ôi, thấy ham dữ lắm luôn. Đây, cô chú anh chị nào muốn ổi nữ hoàng không hạt thì nhớ alo cho Helen nha. Rồi ổi ký lô nữa, Helen có ổi ký lô đang ra bông luôn nha. Một trái là 1 ký nha cô chú anh chị. Nếu mà mình trồng ở dưới đất là 1 trái hả, 1 ký mấy luôn á. Đây, cây đẹp lắm luôn, đang ra bông nè. Cái này là ổi ký lô nha, cây đẹp lắm, đang xum xê luôn. Helen có ổi nữ hoàng, rồi ổi thái. Ổi thái cũng đẹp luôn. Đây, Helen có ổi thái nha cô chú anh chị, đang ra tuột rồi ra bông nữa. Ổi thiệt á. Đây, Helen có cây ổi ruby đỏ, ruột đỏ Đài Loan, đang ra bông luôn nè. Lá nào đấy bự không à, tàn đẹp lắm luôn. Cái này là Helen nuôi lâu lắm rồi mới chia sẻ cô chú anh chị nha. Nếu mà cô chú anh chị nào cần ổi nữ hoàng, ổi thái, rồi ổi ký lô, ổi ruby ruột đỏ thì nhớ liên lạc cho Helen, số điện thoại là 910-583-6102. Nhớ nha cô chú anh chị. Helen hái cái trái ổi nữ hoàng không hạt, Helen sẽ trẻ cho cô chú anh chị xem thử nha. Đây là ổi nữ hoàng không hạt nha, nó chỉ có 1-2 hạt ở bên trong thôi cô chú anh chị ơi, mà cái ruột của nó rất là dày cơm. Đây, cái chén muối ớt, mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức với Helen nha. Helen ăn thử. Cái này là đầu mùa hè, chỉ có 1-2 trái thôi. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi Helen ổi nữ hoàng ngon không. Ổi nữ hoàng là ngon dữ lắm luôn. Nó ngon. Đây nè, cái ruột của nó nè,
không có hạt. Cái này mình hái tại nhà mình ăn nó ngon. Chị ơi coi nè. Ngon. Cái này là hai lần hái trễ rồi nè, hai chớm chút nữa là nó giòn dữ lắm luôn, mà nó ngon ơi là ngon luôn. Nhưng mà hai lần thích chua chua ngọt ngọt, chứ ngọt ngay hai lần cũng thích nữa, ổi là chua chua ngọt ngọt mới ngon. Quá ngon luôn. Nhớ ai cần ngồi nữ hoàng thì liên lạc cho hai lần nha. Thì bây giờ cây ba feet nó đang có bông luôn á. Trái nhỏ mà ngon. Cái vườn của Helen nè rất là đẹp nha. Quay cho tất cả cô chú anh chị xem. Lá cây rồi xanh hết trơn luôn, tàn xum xê luôn. Đi một vòng nha. Helen có series Việt Nam nha, series Gò Công luôn. Ăn chua chua ngọt ngọt. Nói chung là cô chú anh chị cần những loại cây giống gì trong vườn của Helen đều có hết, thì nhớ liên lạc cho Helen để được những cái cây đẹp. Nhìn mấy cây tắc của Helen ra bông nè, quá chừng bông luôn, thấy ham dữ lắm luôn á. Đây những cây cốc tùm luôn, đang ra bông ra trái rất là nhiều luôn nè. Cô chú anh chị ơi, ở đây Helen chia sẻ cây đẹp lắm luôn, không có cây nào mà xấu hết nha. Đây Helen quay cây cốc cho cô chú anh chị xem nè. Đó, từ ở dưới gốc lên ngọn rất là đẹp cái cây cốc, chứ không phải là một cọng đưa lên đâu nha. Đó, Helen có bưởi da xanh với lại bưởi năm roi nha cô chú anh chị. Helen mới được chừng mấy nhánh chiếc thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn bưởi da xanh với bưởi năm roi á, thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Đây, Helen có bưởi da xanh nè. Cây cũng khoảng là hơn 3 feet. Đó. Chỉ có được 5 nhánh thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn bưởi da xanh với bưởi năm roi thì liên lạc cho Helen. Tại vì có một số ít thôi cô chú anh chị ơi, chứ không có nhiều. Tại vì mấy cái này là chiếc nhánh thôi. Đây Helen có chia sẻ mấy cây trứng cá nha. Cô chú anh chị nào muốn trứng cá thì nhắn cho Helen. Đây Helen chiếc nhánh nè. Cây mạnh rồi. Chiếc nhánh là đang có bông luôn á. Đây nè. Helen có những cái cây nhãn Hawaii. Cô chú anh chị ơi, rất là đẹp cây luôn nha, tàn xum xê luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn nhãn thì gọi cho Helen nha. Đây, cây đẹp lắm luôn, sắp sửa ra bông rồi nè. Đây, sắp sửa ra bông nha. Nhãn rất là đẹp luôn nha, nhãn mạnh lắm á. Coi tàn nè, quá trời đẹp luôn.
Helen có táo tàu Sugar Cane với lại hồng giòn của Nhật. Cô chú anh chị ơi, nếu mà muốn cây hồng với lại cây táo tàu Sugar Cane thì nhớ alo cho Helen nha. Bữa nay ra tuột xâm xê nè, cây cao là khoảng 5 feet đó. Đã sẵn sàng rau rồi những cái loại Helen ươm hạt, cái giống, cây giống rồi nhiều lắm luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào ở tiểu bang lạnh mà chưa ươm được thì nhớ alo cho Helen. Đây là rau dừa ăn mắm kho nha. Sẵn sàng vô ly rồi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn bất cứ loại rau nào thì alo cho Helen. Đây là rau răm. Rau răm có đén ăn rất là thơm. Cái giống này ngon lắm nè. Tí đô tô đỏ nè, tí tô xanh nè. Đây là cần tàu để xào thịt bò. Thì Helen đã ươm hạt giống rồi, nó lên, nó nảy mầm lên cây cao rồi nè. Đem về thì mình chiết từ cây ra trồng một chậu là đủ ăn rồi nha cô chú anh chị. Thơm lắm, xào thịt bò là ngon lắm luôn. Helen có môn ngọt nè, rồi bạc hà. Đây là những cái cây mà cô chú anh chị sẽ biết là ở dưới miền Tây có mực nè. Đó, bình tinh nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn củ bình tinh nè, củ ngải bún nè, thiền liền nè, rồi củ chuối nè, thì nhớ alo cho Helen. Bình tinh thì Helen có cây sẵn, rồi củ lùng nữa. Nếu mà cô chú anh chị nào gọi sớm thì được cái củ lùng nha. Để Helen có một số ít thôi. Đây, bầu bí, khổ qua. Helen đã ươm cây sẵn rồi, nhiều lắm nha cô chú anh chị. Để đi vô một vòng nha. Bông điên điển nè, Helen ươm cây nè, rồi bông xua đũa nè, rau nhái nè, cây đông trùng hạ thảo hai loại, loại lá to lá nhuyễn, Helen vô ly sẵn luôn. Rau má cũng có hai loại luôn nha, rồi bùn ngót Nhật, mồng tơi Nhật nữa. Chua cần dày để nấu canh chua nha. Lá lốt nè, đủ loại hết trơn luôn. Helen có sâm sâm láng. Đây có Helen có rau chua nè, đủ loại hết nha cô chú anh chị. Rau chua đây, lá cẩm hai màu, màu gấc với lại màu tím. Cây cải tàu bay nữa. Helen có bình bát dây, thì ớt Helen có đủ loại hết. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn loại ớt nào thì nhớ alo cho Helen. Helen có ớt sừng Việt Nam, đậu bắp của Việt Nam nữa. Đó, rất là nhiều loại cây giống. Cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Ở ngò gai nữa nha. Rau, có là cây sâm đất nữa. Húng lũi, húng cây gì có hết. Khổ qua Helen ươm rất là mạnh luôn. Rồi rau đắng đất nha. Rau đắng đất là của Việt Nam mình, ăn cháo cá lóc. Rồi rau đắng biển nữa, môn ngọt nè. Helen có bông xua đũa hai màu. Đây là màu đỏ, màu trắng. Cô chú anh chị đem về là mình có bông á, mình ăn liền. Còn mà nếu mà mình ương hột thì hơi trễ rồi. Đây là những cái cây bông xua đũa 3 tháng hả là đã có bông rồi. Cô chú anh chị muốn ăn liền thì nhớ gọi cho Helen. Củ lùng Helen có chậu sẵn luôn nè cô chú anh chị. Helen được có mấy chậu thôi, nó lên rồi thì Helen chia sẻ thôi chứ không có nhiều nha. Đây là những cây hồng giòn của Nhật. Này, nó ra lá tùm rồi. Helen có những cái cây lựu nữa nha. Cô chú anh chị nào cần cây lựu thì alo cho Helen nha. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi Helen cây hồng này trồng năm nay có trái không? Thì hiện bây giờ Helen để trong cái chậu 3 ga lông. Thì những cái cây hồng này nó ra tuột non, nó đã ra bông rồi nè cô chú anh chị ơi. Mình đặt xuống năm nay là năm tới là nó sẽ có bông có trái rồi. Tại vì trong cái chậu quá nhỏ cho nên mình không có thể nào mà chờ nó đậu trái được nha. Thì đem về mình đặt xuống thì qua năm là có bông có trái rồi nè. Hiện bây giờ cái cây ở trong chậu nè, Helen quay nè, nó khoảng 4 feet là nó đã có bông rồi. Đây, bông của nó xì ra rất là nhiều luôn nè. Đó, hồng của Nhật nha.
Cái nè, lá ra nè, sum xê hết. Cây từ ở dưới gốc lên ngọn rất là đẹp luôn. À, Helen có những cái cây ổi. Ổi này là ổi ruby ruột đỏ. Thì Helen đã trồng bằng hột. Nó cũng bự rồi. Cái này mà đem về chừng một năm nữa thôi, hết năm nay á, là nó sẽ có bông có trái qua năm tới rồi. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn những cái cây nhỏ này để mình take care thì nha, nhớ nhắn cho Helen. Helen có rất là nhiều cây mà ươm hột nha. Ươm hột rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị. Nó không có chết gì hết á. Đây nè, những cây ổi ruby ruột đỏ. Cái này ngon xuất sắc cho nên Helen mới ươm hột ra thôi. Còn những cái loại nào dở là Helen không bao giờ ươm hột. Bởi vì cô chú anh chị nào mà muốn cái cây nhỏ nhỏ này để mình take care, tới nó lớn á, năm sau là nó có bông có trái thì nhớ gọi cho Helen nha. Số điện thoại của Helen là 910-583-6102. Helen nhắc lại một lần nữa là 910-583-6102. Đó, những cái cây ổi này là Helen đã ươm bằng hột ruby ruột đỏ nha cô chú anh chị. Đó, từ khi mình ươm cái hộp tới giờ là cũng khoảng một năm mấy rồi. Thì còn một năm nữa là nó sẽ có bông có trái rồi. Đây, những cái cây ổi này Helen ươm bằng hộp mà Helen đã ngắt ngọn ở dưới rồi. Nó đâm tàn ra nè, rất là nhiều cây luôn. Mua về là rất là mạnh. Tại mình ươm bằng hộp nó mạnh dữ lắm luôn á. Đó, cô chú anh chị nào cần thì nhớ alo cho Helen. Đó, Helen ươm rất là nhiều. Đây là những cây ổi chanh nữa nè. Đó, cái ổi chanh này là năm nay là sẽ có bông có trái luôn đó. Ổi chanh nhanh lắm. Đây, những cây ổi ruby ruột đỏ. Nhiều lắm luôn đó. Đây, những cây táo tàu sugar cane. Tại hõm rầy còn nhỏ cho nên Helen chưa có chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cái cây sugar cane nhỏ nhỏ gọn gọn này thì nhắn cho Helen nha. Đây, Helen có rất là nhiều cây đẹp lắm rồi. Chỉ cần một năm nay thôi là cây cao khoảng là 3-4 feet luôn đó. Nó mau lớn dữ lắm nha cô chú anh chị. Này nó ra lá ra tàn rồi, đẹp rồi đó. Đó, đây là những cái thành quả của anh nông dân chiết nhánh nè, rồi ươm hộp nè. Thành cây như vậy là cũng mầm gần 2 năm rồi nha cô chú anh chị. Chứ không phải là một ngày một bữa đâu, cũng rất là lâu. Cái này là công của anh nông dân rất là miệt mài, làm cực lắm. Cho nên mới được những cái cây này ươm hộp, thấy vậy chứ cũng lâu lắm nha. Chị thấy anh nông dân ươm những cái cây mãng cầu này là cũng phải 1 năm rưỡi rồi nè. Đó, mãng cầu ngon không à, mãng cầu na nè, mãng cầu út rồi tùm lum hết á. Ươm giờ tùm lum hết luôn, nhiều lắm luôn á. Nè, ươm cây sẵn nè. Vườn của Helen thì cây cối cũng ok rồi. Đây, những cái luống rau của Helen đã làm sẵn hết rồi. Thì trồng rồi nè cô chú anh chị ơi. Vui lắm luôn. Sáng mà ra vườn là thấy mê dữ lắm luôn á. À, cây nè. Ở dưới là bông súng nha. À, sắp sửa trổ bông rồi. Helen thấy nó đâm chồi lên nhiều cái bông lắm. Còn bên dưới là ấu. Sáng anh nông dân đang làm việc ở ngoài vườn. Đó, bên đó là hành trồng dưa leo nha cô chú anh chị.
Còn bên đây thì Helen trồng đậu rồng. Thì hôm nay Helen làm cái video chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị nào mà muốn chiết nhánh, chiết cành cho cây ăn trái trong chậu, thì bắt đầu cái mùa hè là mình chiết được rồi, để cho cây của mình nó ra rễ sớm, nó phát triển để mình cắt ra, mình trồng lại thêm ở trong vườn của mình nha. Đó thì cô chú anh chị nhớ là ủng hộ Helen. Helen chia sẻ rất là nhiều cây ăn trái, thì nhớ liên lạc cho Helen là số điện thoại là 910 583 6102. Helen nhắc lại số điện thoại của Helen nữa một lần nữa nha, 910 583 6102. Đó thì vườn của Helen bữa nay đẹp lắm, nói chung là ai tới đây á cũng thích lắm cô chú anh chị ơi. Cây trái rồi rau rồi Helen trồng đủ loại hết. Đây nè, Helen đi một vòng nè. Những cây lá cách, Helen trồng cây lá cách ngay đó, đó để mình nhớ lại hồi xưa mình ở bên Việt Nam mà nó nằm ở ngoài sàn nước của mình đó nha. Đó thì Helen có chia sẻ rất là nhiều loại rau, loại cây ăn trái, rồi hạt giống gần 100 loại. Nếu Helen có muối tắc nè, nếu mà cô chú anh chị nào muốn uống tắc muối thì nhớ liên lạc cho Helen nha. Đây Helen muối được hơn nửa năm rồi, rất là ngon luôn, vàng đẹp lắm luôn á, mà nước trong vắt luôn. Nhớ liên lạc cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Helen vô kèo sẵn rồi cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị, đầu mùa hè, hai vợ chồng Helen mời tất cả mọi người ăn mắm kho với lại rau đồng nha. Đây nè, đủ loại hết trơn luôn. Đây mắm kho Helen kho nè, rồi một cái rổ rau, không thiếu những cái loại gì trong cái rổ rau này hết, đầy đủ hết. Rau dừa nè, đây là cọng rau dừa nha, keo nèo, còn thiếu tay tượng thôi. Đó, rau thơm đủ loại hết, nhiều lắm. Helen hái trong đây không có thiếu món gì hết. Cô chú anh chị ơi, ngon dữ lắm luôn nè. Helen mời tất cả mọi người ăn rau đầu mùa. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn tất cả các loại rau thì Helen sẽ chia sẻ nha. Kèo nèo có vô chậu sẵn rồi, tất cả các loại rau, rau ngổ nè, đầy đủ hết. Cô chú anh chị ơi, nhớ alo cho Helen để loại rau này mình ăn cá nướng nè, ăn mắm kho nè, rồi ăn bánh xèo nha. Đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị thương yêu Helen, ủng hộ Helen cây ăn trái nhiều dữ lắm luôn. Thì nói chung là cũng có cái duyên với tất cả mọi người. Helen cũng ráng cố gắng share những cái cây nào đẹp, chia sẻ cho khách. Rồi có những cô á, nói chung là mình có tiền thì mình cũng rất là sợ mua những cái món hàng, chẳng hạn như Helen cũng vậy nữa, mua những cái món hàng cho Helen thì mà Helen cũng phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều chỗ mình mới chọn lựa được cái chỗ mình thích. Chứ không phải mình có tiền mà mình muốn mua đồ ăn ngon là dễ, rất là khó. Cho nên có nhiều cô chú anh chị cũng chưa biết Helen là ai thì có thử một hai cây order từ Helen. Rồi cô chú anh chị thấy Helen share cây, ship cây đẹp quá, rồi cô chú anh chị ủng hộ Helen rất là nhiều. Helen cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó thì trong vườn Helen bữa nay có rất là nhiều cây ăn trái. Nếu mà cô chú cần những cây gì thì nhớ gọi liên lạc cho Helen. Là Helen sẽ chia sẻ những cây gì Helen có nha. Cây của Helen đẹp lắm luôn á, xanh mướt luôn. Ok, Helen bye tất cả cô chú anh chị. Nhớ xem kênh Helen, bấm like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ Helen nha.